Hello, đoạn clip Minh Tú nhắn gửi sao phòng loại gây ức chế. Đừng có sao chương trình là không nhìn mặt nhau. Hoàng Thùy và Kiều Loan cũng ở bên cạnh để mừng sinh nhật với Minh Tú. Sau khi tập 4 Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 lên sóng, một số tranh cãi đã được nổ ra không chỉ giữa ba huấn luyện viên Minh Tú, Hoàng Thùy, Kiều Loan mà còn cả ban giám khảo. Minh Tú và Hoàng Thùy bất đồng quan điểm khi quay clip quảng cáo 30 giây rồi sau đó, Thùy Liễu gây sốc khi đưa ra thử thách ứng xử bằng tiếng Anh và chọn hai gà chiến team Hoàng Thùy là Tường Vi và Bolo Nguyễn vào vòng loại trừ. Chưa dừng lại ở đó, Minh Tú bỗng đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên story Instagram về một người bạn đã unfriend mình sau 3 năm. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và Hoàng Thùy có dấu hiệu rạn nứt. Tuy nhiên, Minh Tú đã lên tiếng phủ nhận, nhưng cư dân mạng vẫn cứ lấn cấn. Mới đây nhất, một đoạn clip hậu trường của Đại sứ Hoàn Mỹ 2020 đã hé lộ chi tiết mới về mối quan hệ giữa Minh Tú và các thành viên thực hiện chương trình. Cụ thể, Thùy Liễu đã được ekip tổ chức sinh nhật nên cô cũng có đôi lời nhắn gửi. Tham gia chương trình thì sẽ có rất nhiều cảm xúc hỉ nộ ái ố. Nhưng hy vọng rằng sau cuộc thi này, chúng ta bước ra khỏi chương trình, chúng ta vẫn là những người bạn đồng hành với nhau và có một cuộc sống hạnh phúc lạc quan yêu đời. Chứ đừng có sau chương trình là không nhìn mặt nhau, mọi thứ nó cứ vui vẻ thôi, sẽ có những lúc rất căng thẳng, nhưng mọi người hãy nghĩ đó là cảm xúc qua rồi thì thôi. Hương Giang cũng cảm ơn những đóng góp của Minh Tú cho Đại sứ Hoàn Mỹ. Còn Hoàng Thùy và Kiều Loan thì vỗ tay chúc mừng Minh Tú. Có thể thấy mối quan hệ giữa các cô gái ở thời điểm đó vẫn vô cùng tốt đẹp. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.